Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình đi về quê hương Cần Đước, Long An của mình nè các bạn. Đây là nhà ba má mình nè các bạn. Cũng là ngày đám giỗ của má mình nè. Mình đi về quê mình ăn đám giỗ nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn theo chân mình đi về quê hương của mình nè, ăn cái đám giỗ miền Tây như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đi vô nhà mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Đây là nhà ba má mình nè các bạn. Đây là ông anh thứ ba. Ảnh cũng ở Sài Gòn mới về đó các bạn. Bây giờ ảnh soạn ba cái giấy tiền vàng bạc để ảnh ghi á. Ở dưới quê ai cũng vậy các bạn. Mà trước khi đám giỗ bắt đầu mình mua giấy tiền vàng bạc, quần áo là vàng mã các bạn. Bây giờ mình ghi đầy đủ tên, địa chỉ của ở trên này bắt đầu mình đốt xuống nha các bạn. Cái phong tục ở dưới quê là như vậy các bạn. Trước khi mình đám giỗ xong rồi mình đốt xuống dưới cho những người mất hưởng. Đây là cái bàn thờ của ba má mình nè. Bây giờ mà các bạn xem cái cảnh ở đám giỗ ở dưới quê mình như thế nào các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tao từng gánh con. Cho con gánh mẹ đầu nón, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng gánh, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lầm lội sớm mai phai. Hôm nay là về đám giỗ má nè. Má của mình đây là mấy chưa? Chị à. Sao bay cái bé? Chị về làm đám giỗ ở dưới quê miền Tây. Đây là chị Chính nè, của mình nè. Chứ thuốc không đưa nó đâu. Hello, chị Chính nè. Hello, chị Tư nè. Đây, chị Tư nè. Út Nhàn nè. Ừ, đây bà xã đó. Mình nè. Đó, chị Năm. Hello, chị Năm nè. Tư. Chị Tư. Tư người lại. Ủa, chị Tư. Chị Chính. Đây, chị Chính. Ủa, chị Tư. Đẹp quá ta. Đẹp đẹp chị mày luôn nào cũng phải đẹp. 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 Phải cầu đó đó. Không chứ kéo dài chứ không có nhà. Ừ. Dẻ hoài luôn vậy. Dẻ hoài. Ừ. Cái tiếng chị cũng không có đổi nè. Lấy tiền ra cho em hả chị? Tiếng nó đổi trong kiểu vậy hoài luôn á. Cái nào đây? Cái rồi còn cái chị em lại vui mừng được rồi. Nó đi về à. Tự nhiên bất cứ nó đi ngồi tới lấy ghế ngồi nó chuyện cho tôi. Về sao được mà về chứ ăn mà về. Hết tả rồi. Tính ra thôi. Tính đem hai. Mày mày ăn ơi. Hai cái hình hồi xưa ở mấy cái tấm hình bữa mày mày lên mày gì mày chụp mày đâu mày đâu chứ nay không phải làm gì giữ cháu không làm gì rồi đi đất phủ không đi làm phủ nghỉ rồi còn giữ cháu hàng tiếng luôn không la hả không có lai còn dắt trả rồi liền luôn. Mua cái nồi á, mua cái nồi rồi cho nó vô trong mấy cái nồi. Ba mở mày lấy cái muỗng như chị nè. Ba tuổi rồi, mấy đứa kia lớp 5, lớp 6, lớp 4. Đó, ba đứa. Lớp 6, lớp 4, lớp 4, cái này cá dừa viên nè. Đó, nấu lẩu hả? Ừ, nấu lẩu nè. Sao hả? Bỏ vô cho đỏ đỏ đẹp. Cái cá bự mà. Nhà nấu ơi mướn. Dạ, đó thằng nấu đó dạ chấm quá trời đó chấm thằng à dạ chấm là thằng nấu nè chị hai với bếp kìa chị hai nấu dưới đây là thợ tư nè thợ chín nè thợ chín thằng giò giò thằng sắt thân còn lầm lời sớm mai phai gầy mẹ già lá sắp xa cây lỡ đâu lá rụng tội này gánh sau. Mẹ ơi sóng biển dạt dào con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già
để sao người gánh chính là con con. Đẹp hơn ta thì không đẹp hơn ta, là xấu hơn ta, không có xấu hơn ta. Còn nhỏ em còn nhớ, còn biết mà. Hồi đó đẹp lắm, già già đó, vậy buồn. Đúng rồi, thì già. Hồi đó, đẹp lắm mà. Đó, anh Bốc hồi nhỏ biết đó. Đó, trời ơi, trai làng mê dữ lắm luôn á. Anh mời ảnh ở lớp, anh mời từ ở đây mà lớp qua bên Tân Chánh mà chứ. Ủa anh mời đó. Rồi chị dám tin lên mình lớp đây luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Ở dưới kinh mình dám đó. Quá trời về cô theo luôn á, mà đi qua bạn cưới chị là chị biết sao, là chị đẹp cỡ nào rồi đó. Không, nói chị mời đẹp thiệt. Không, nói chị đẹp thiệt đó, mình nói không sao. Cái kinh mà đuổi đi lên Tân Chánh rút về đó, Tuy chứ. Còn anh Tư Hiệp ở đây mà lớp lên tới Tuy luôn đó. Anh chị mày đẹp. Nó kể từ người hết ra giờ nghe. Thôi thôi đúng rồi. Với chị mày đẹp mà. Còn chị Bảy là qua coi không phải nào đi chỗ khác được. Không có bỏ sân. Bác bác đang giữ làng luôn. Để làng. Giòn cũng đây vậy làm. Giòn nó cũng vậy nè, còn qua coi mà. Đúng rồi. Qua coi không bao giờ đi khỏi Bạc Liêu. Không ai ăn hiếp được luôn á. Đúng rồi. Nói từng người mà. Để quên kia nó nói từng người. Vậy mới vui chị. Ủa rồi đây, đây không có rau gì đó bạn. Rau gì? Đây nè. Rau này nè. Củ hành á. Hồi nãy gấp rau còn chê rau không. Rau răm. Năm. Lấy cái chén gấp rau hộp gà năm. Ngồi luôn cái năm, cắm đậu ha. Ngồi, 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 cái gì, ngồi luôn đi. Lấy củ hành đó, trong thịt gà. Em lên chén. Ủa còn nhàn đi đâu rồi? Cái gì ngoài đây? Cái gì sưởng? Trang điểm. Trang điểm là đồ. Rồi, nâng ly lên đi. Anh hai. Lượm hai chút. Lượm hai nhiều cái. Gấp vô thì rau vô nữa. Chín đâu. Tại uống này thôi, đắt phải ăn vô đi. Phải uống ngon phải ăn chút. Vô chút. Uống ngon. Vô rồi dạ ngồi. Vô hai người cho tiếng tạc. Vô đây dạ ngồi. Nói mà. Cái gì nữa. Ta để là. Nó có ly em vô bụng. Người ta có nhà còn kia nó có nhà dám lấy không rồi lấy không cái nhà vô vô đây vô đây trăm công ty đó rồi dám vô lấy nhà đây ta có nhà có đất rồi có nhà nhiều lấy được cái gì không đúng đá gà mẹ rau rồi còn uống nhiều lắm rồi người dốt anh đó nè cho giọng luôn hả còn đâu người chơi rồi kia làm đâu giá năm nào không vô năm rồi cũng vô rồi cũng gì sớm cũng như không ba hai đứa cháu mà nó cũng chạy lại lè mà đó mà nhưng chạy đi đổ xăng giao cho ông hai tên này ngon lành không giao lại cho xăng đổ xăng rồi cái về là nó còn ở trong nhà tắm với bà nó chưa cắt cái nào bỏ lên rồi hai người nó mình vô cái là dạng ba ba vô cái là lớn lớn coi hết cảnh coi coi rồi biết rồi thì uống không chứ không không ba hai gì đó dỗ đùi đi dỗ bộ mạnh lên dỗ bên kia kìa dỗ bên Thảo kìa dỗ bên Thảo đúng rồi dỗ bên Thảo á thằng kế bên là đông mẹ ủa thằng kia không dỗ lại nó kêu mua à cái bên dịch mình đó mà đất mà có thằng đó nó cứ đi chăng nóng rồi luôn á nó gần gần luôn rồi nhiều quá nhiều như liêu đó ở đây à có gì gần đây rồi đi sao hôm nay bà đi tiểu trong hai đi tắm đi tắm đâu có làm đồ ăn gà này ngon lắm mà kéo lên chưa hết là độ để tiểu bản ngã luôn á. Quá đủ nhiều lắm á. Hôm nay tới cái gà nãy đâu rồi. Gà này ngon.
phải gà đó không? Ăn gà từ đó khỏi lấy tiền đó. Đâu có nào nào. Hai chén à. Đưa chén hai mấy gà nè đây. Uống nào. Biết cháo gà, bỏ vô. Đây có. Đây. Còn sống không? Đây. 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 Cả vậy. Rồi rồi, tất cả nè. Rồi vô mọi người nha. Vô. 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 2 3 vô. Rồi bỏ xuống. Cái này chứ. Chân luôn này luôn. Cái này dạo dạo cái này nè. Rồi rồi. Chín. Chín đây để cho ông làm hai thứ. Ông ơi. Bác sĩ kêu nay cử rượu cử bia rồi. Phải mình phải nghe là bác sĩ phải không? Bác sĩ kêu Dương Chính là bữa nay phải cử rượu cử bia, sáng cử rượu chiều cử bia. Bây giờ hai cái dầu một luôn nè. Giờ hiện giờ là hai cái dầu một luôn nè. Giờ dạ cử rượu lát cử bia. Đã quá cạn nữa. Uống giống nước trà quá uống trường không đu đồ quá không đu đồ quá mình chính là xong chưa kìa đây lát rồi giờ mới đu cho ngay chính 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 nè nặng hơn sao 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 kìa chính nặng hơn kìa không kìa đâu chúng mình uống cho à có chậu nó cũng lạc nhất à mình đây cũng có chậu nó cũng lạc nhất à ngồi 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 ca mình tới lớn tháo giờ chiều luôn à chờ mà ông đặt cái đồ mà cho con gánh mẹ một lần cả đời mẹ đã tao tận gánh con cho con gánh mẹ đầu nấm cả lòng mẹ đã gắn con biển trời ngày xưa mẹ gắn à ơi con xin gắn lại những lời mẹ ru đường đời sương gió mịt mù vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan để con gắn mẹ đừng gắn sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm dòng những ngày đắng cay cho con gánh cả đôi vai thân cỏ lặng lội sớm mai phải gầy mẹ già lá sắp xa cây lỡ đâu lá rụng tội này gánh sau mẹ ơi sóng biển dạt dào con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sao người gánh chính là con cho con gánh mẹ một lần cả đời mẹ đã tao tận gánh con cho con gánh mẹ đầu nấm cả lòng mẹ đã gánh con biển trời ngày xưa mẹ gánh à ơi con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời sương gió mịt mù vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan để con gánh mẹ đừng gánh sợ khi mẹ mất
muộn màng gánh ai, cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lời sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sau. Mẹ ơi sóng biển dàn dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con.